Học giả Trung cộng nói, chống Mỹ là công việc, đến Mỹ là cuộc sống. Trong khi vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ chính thức công bố ngừng cấp thẻ xanh và nhập tịch cho thành viên của đảng Cộng sản và các đảng độc tài khác, thì việc nhiều người Hoa thật sự bị từ chối nhập tịch vì chưa đủ động thái thoái xuất khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành câu chuyện nóng trong cộng đồng Hoa Kiều tại hải ngoại. Lúc này, người ta không khỏi nhớ đến câu chuyện hài hước của một học giả chống Mỹ từ 8 năm về trước. Tư Mã Nam được coi là một học giả tại Trung Quốc đại lục, với lập trường ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều năm về trước, ông ta tích cực tham gia cuộc đàn áp pháp luân công của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách viết báo bôi nhọ, tham gia tẩy não và cải tạo tư tưởng những người bị giam giữ vì theo tập pháp luân công. Tư Mã Nam cũng là một người chống Mỹ không biết mệt mỏi theo đường lối của Đảng. Ngày 20 tháng 1 năm 2012, Tư Mã Nam đăng trên mạng xã hội Weibo: Hoa Kỳ là kẻ thù của cả thế giới nó bốc lột tất cả các quốc gia giống như một khối u khổng lồ ai cũng nghi ngại về Hoa Kỳ tuy nhiên điều hài hước là cuối ngày hôm đó Tư Mã Nam lại lên máy bay sang Mỹ để đón Tết Nguyên Đán với gia đình ông ta đang sống tại đây sau khi chuyến bay hạ cánh một số người Trung Quốc trên máy bay đã phát hiện ra ông ta và hỏi ông ta tại sao lại đến khối u khổng lồ và kẻ thù của toàn thế giới này Tư Mã Nam đã trả lời chống đối Hoa Kỳ là công việc của tôi và đến đây là cuộc sống của tôi Từ mã nam không phải là một ví dụ duy nhất về sự mâu thuẫn trong lời nói và việc làm sau khi sở di trú và nhập tịch hoa kỳ chính thức thông báo chính sách nhắm vào đảng viên đảng cộng sản trung quốc bà hoa xuân oánh người phát ngôn của bộ ngoại giao trung quốc cho biết bà cảm thấy thấy buồn cư dân mạng đã đáp lại lời nhận xét của bà bằng một sự mỉa mai một trong số họ đã viết rằng các ông bà luôn coi hoa kỳ là một nơi tồi tệ từ khi nào việc không được phép đến đó đã trở thành một điều không hay như vậy một người khác thì viết rằng không có gì ngạc nhiên khi bà hoa thất vọng vì điều này vì bà ta đã mua một ngôi nhà sang trọng ở mỹ và con gái bà ta cũng đang học ở đó những nhận xét này đều đúng các quan chức đảng cộng sản trung quốc định cư ở hoa kỳ từng là chuyện bình thường Mặc dù họ đã dành cả đời để chỉ trích các giá trị của phương Tây và bảo vệ đường lối của Đảng, nhiều thủ phạm nhân quyền cũng như vậy. Viên Mộc, một phát ngôn viên của Quốc vụ viện năm 1989, đã công khai nói dối nhiều lần khi tuyên bố là không có ai chết trong vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn. Ông ta cũng đưa ra nhiều nhận định công kích Hoa Kỳ và kêu gọi người dân Trung Quốc đi theo đường lối của Đảng. Tuy nhiên sau đó, con gái của ông ta lại sang Hoa Kỳ và ông ta cũng sang đó sau khi đã nghỉ hưu. Có rất nhiều trường hợp kiểu này, năm 2010, một giáo sư tại trường Trung ương Đảng của Trung Quốc phát hiện ra rằng 1,18 triệu quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc có vợ chồng con cái sống ở nước ngoài. Dong Xian, một tạp chí Hồng Kông, đã thu thập được dữ liệu nội bộ của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012 rằng 90% ủy viên ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có người nhà đã đi di cư ra nước ngoài. Như vậy, cội nguồn của mâu thuẫn là đâu? Những câu chuyện nói trên cho thấy sự mâu thuẫn và dối trá bên trong các học giả và quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, cái gọi là mâu thuẫn này không có giống bình thường bởi vì người bình thường khi nói dối thì biết ngượng, còn những người bên trong hệ thống của đảng thì nói dối mà thậm chí là không có thấy là mình đang dối trá. Cội nguồn của sự mâu thuẫn này bắt nguồn từ cái cách giáo dục tẩy não do đảng Cộng sản cưỡng ép vào người dân Trung Quốc liên tục trong nhiều năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một đảng theo thể thức Mark Lenin. Từ ngày thành lập, nó đã xác lập ra ba đường lối lớn làm nền tảng cho đảng, đường lối chính trị, đường lối tư tưởng và đường lối tổ chức diễn đạt nôm na cho dễ hình dung là thế này đường lối tư tưởng là cơ sở lý luận của đảng đường lối chính trị tức là xác lập mục tiêu rồi đến đường lối tổ chức là làm sao để đạt được mục tiêu ấy đảng viên và những ai do đảng chỉ đạo trực tiếp được nhận chỉ thị trước và họ phải tuyệt đối phục tùng đấy chính là toàn bộ nội dung của đường lối tổ chức ở trung quốc người ta nói chung đều biết đến hai tính cách của một đảng viên đảng cộng sản trung quốc tại gia đình và hoàn cảnh riêng tư một đảng viên đảng cộng sản trung quốc vẫn có đầy đủ nhân tính như một con người bình thường buồn vui hờn giận có cái ưu cái khuyết của con người họ có thể là cha mẹ là vợ chồng là bạn bè nhưng đặt lên trên nhân tính thường tình ấy chính là đảng tính một người cộng sản chính là đảng yêu cầu họ phải đặt đảng lên trên vì theo yêu cầu của đảng chủ nghĩa cộng sản là tối thượng là vĩnh viễn vượt trên nhân tính thường tình của con người và nhân tính chỉ là tương đối là có thể thay đổi còn đảng tính là bất biến và không được phép hoài nghi hay thách thức hội cách mạng văn hóa cha con giết nhau vợ chồng đấu nhau thầy trò phản nhau mẹ con coi nhau như là kẻ thù đều là những chuyện những việc thường xảy ra trong quần chúng đó là do đảng tính kích động mâu thuẫn và hận thù mà nên thời kỳ đầu khi đảng nắm quyền có nhiều quan chức cao cấp của đảng cộng sản trung quốc bó tay không cứu nổi người nhà khi mà người nhà của họ bị liệt vào giai cấp thù địch và bị đàn ác đó cũng là do tôn sùng đảng tính đảng tính là kết quả của những huấn luyện thâm sâu do đảng tổ chức nó được thực hiện ngay từ tuổi nhi đồng một cách có hệ thống tại các trường mẫu giáo ở trung quốc trẻ em được khuyến khích bằng khen thưởng khi trả lời đúng và ở đó đáp án thường không theo luân thường đạo lý và nhân tính từ tiểu học trung học cho đến các cấp học vấn học sinh phải học môn chính trị tuân theo hệ tư tưởng do đảng cộng sản trung quốc chỉ đạo ai không học theo và không trả lời đúng đáp án sẽ không thể tốt nghiệp một đảng viên lúc ở nhà có thể thể hiện ý kiến riêng của mình, nhưng hệ ra ngoài với cương vị của một đảng viên thì họ dứt khoát phải nhất trí với đường lối của Đảng. Với tổ chức nhất quán từ trên xuống dưới, Đảng Cộng sản Trung Quốc tựa như một cái kim tự tháp khổng lồ với điều khiển tuyệt đối từ trên xuống. Cách thức tổ chức này đóng vai trò trọng yếu trong chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đảm bảo sự phục tùng tuyệt đối. Bởi thế, cái câu nói Chống Mỹ là công việc của tôi, còn đến Mỹ là cuộc sống của tôi. Không phải là sự trân tráo của Tư Mã Nam, mà là một lời trần tình thật sự, thể hiện ra toàn bộ sự mâu thuẫn bên trong đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và như vậy thì đảng viên đã đến lúc phải giả từ ý thức hệ. Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ sau khi Đảng Cộng sản Đông Âu giải thể. Trong 30 năm nay, các quốc gia Đông Âu vẫn luôn cố gắng rửa sạch tàn dư độc hại của chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lâm vào cái tình cảnh nguy khốn bị bao vây tứ bề, phải chăng nó sẽ bị đưa lên bục phán xét của lịch sử? Nếu như ngày đó thực sự đã đến thì đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đối diện như thế nào đây? Nhân dân thoát khỏi sợ hãi sẽ không tha cho bất kể người xấu nào còn bám víu vào chế độ. Tháng 12 năm 1991, Nghị viện Đức thông qua luật hồ sơ Bộ Công an Đông Đức cũ. Căn cứ theo luật này thì nước Đức không chỉ đầu tư một lực lượng tài lực cực lớn để khôi phục những mảnh hồ sơ của cảnh sát mật mà tiến hành thanh sát trên quy mô lớn đối với những nhân viên phục vụ trong chính phủ Đông Đức. Trong 17 triệu người Đông Đức cũ, số người bị điều tra lên đến 3,1 triệu. Kết quả điều tra khiến người ta kinh ngạc, ngoài 90.000 cảnh sát mật, Đông Đức còn có 180.000 người chỉ điểm, khoảng 6 triệu người được lập hồ sơ mật, vượt quá 1/3 số nhân khẩu của Đông Đức. 78.000 người bị quy vào cái tội làm nguy hại an ninh quốc gia mà phải ngồi tù. Năm 2009, Bà Lan bắt đầu ban hành luật xóa bỏ các ký hiệu và biểu tượng của chủ nghĩa Cộng sản. Đến năm 2010, Bà Lan lại tiếp tục thực thi một số chính sách liên quan đến việc thanh trừ chủ nghĩa Cộng sản. Tiền lương hưu của 40.000 người có tên trong danh sách bị cắt giảm nặng. Người lãnh đạo đảng Cộng sản tiền nhiệm cũng không có ngoại lệ. Ví dụ như tiền lương hưu mỗi tháng của Jaruzelski trước đây khoảng 2.800 đô la Mỹ, giảm còn 1.600 đô la Mỹ hay như ngày 30 tháng 11 năm 2010, Tòa án Cộng hòa Czech phán quyết không được giữ bí mật về tình huống của các thẩm phán phục vụ cho chủ nghĩa Cộng sản thời kỳ trước. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2011, Bộ Tư pháp của Cộng hòa Czech công bố trên trang mạng của cơ quan chính phủ bản danh sách gần 1.000 thẩm phán và nhân viên cơ quan kiểm sát có thân phận đảng viên vào thời trước trong số đó có 618 thẩm phán chiếm 1 phần 5 trong số 3.076 thẩm phán hiện đang tại chức và 359 nhân viên viện kiểm sát chiếm 1 phần 3 trong tổng số 1.272 người hiện đang tại chức. Đông Đức khi thanh trừng chủ nghĩa Cộng sản đã sa thải 20.000 người trong số 180.000 giáo sư gần phân nửa số lượng thẩm phán và nhân viên viện kiểm sát đã bị bãi chức và 42.000 quan chức chính phủ Đông Đức thời trước bị cách chức. Đảng Cộng sản Trung Quốc như là pháo đài cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới. Khắp nơi trên thế giới đã nhìn rõ bộ dạng của nó, hơn nữa còn ủng hộ việc tách biệt người dân Trung Quốc ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, ở trong và ngoài nước, phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc đang dâng cao. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2005, số người tuyên bố thoái đảng và các tổ chức liên đới đạt mốc 1 triệu. Đến ngày 22 tháng 4 năm 2006, số người tuyên bố thoái đảng tiến tới gần cột mốc 10 triệu. Và đến khoảng tháng 2 năm 2009 thì con số vượt mức là 50 triệu. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2011, số người thoái đảng đạt 100 triệu. Con số là 200 triệu vào tháng 4 năm 2015, rồi 300 triệu vào năm 2018. Và cho tới ngày 18 tháng 7 năm 2020 thì đã có hơn 360 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi chế độ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trong cơn hấp hối. Xem ra thế cuộc không thể nào vãn hồi. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn ra lệnh cho các đảng viên đang nhậm chức phải giao nộp lại hộ chiếu với mưu đồ bắt cóc con tin để duy trì sự thống trị của nó rốt cuộc vì sao đảng cộng sản trung quốc lại sợ mọi người ly khai đảng vì sao nó không để cho các đảng viên vượt tường lửa lên mạng vì sao nó không để cho các đảng viên tiếp xúc với tin tức ở hải ngoại thực ra trong tâm của đảng cộng sản trung quốc hiểu rõ hơn ai hết nó tựa như chiếc lồng đèn giấy chỉ cần chọc tay là thủng hoặc như châu chấu cuối thu chẳng còn nhảy nhót được mấy ngày nữa chiếc kim đồng hồ lịch sử đã điểm đến thời khắc quan trọng chưa từng có trong tiền lệ đó là đảng cộng sản trung quốc sẽ biến mất trên vũ đài lịch sử mỗi một đảng viên cần phải biết nghĩ cho tương lai của chính mình sớm ngày thoát ly khỏi cái tổ chức này để sớm ngày được cứu rỗi